Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, trỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi dân sự, thành và xứ của người. Ngươi phải đãi A-hi và vua nó như ngươi đã đãi Jericho và vua nó. Nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình. Hãy phục binh sau thành. Vậy Giô-suê đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm và truyền lệnh này rằng: Hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ giang ra xa thành quá, hãy giang cho sẵn. Còn ta với cả dân sự theo ta sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành, vì họ nói rằng chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm thành rồi thì phải phóng hỏa nó, hãy làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Hãy coi, này là lệnh ta truyền cho các ngươi. Vậy Giô-suê sai các người đó đi, họ phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của A-hi, còn Giô-suê đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Kế ấy Giô-suê dậy sớm, điểm dân sự, người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành A-hi. Hết thảy quân lính theo người đi lên đến gần trước mặt thành và đóng trại về phía bắc A-hi. Có cái trũng chạy dài giữa họ và thành A-hi. Giô-suê bèn đem chừng 5.000 lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của thành. Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Giô-suê đi sớm tới trong trũng. Vua thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn lật đật dậy sớm. Vua và cả dân sự người đều đi ra đón Israel tại nơi đã chỉ bảo về phía đồng bằng đặng giao chiến. Song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành. Giô-suê và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình và chạy trốn về phía đồng vắng. Hết thảy dân sự trong thành đều hiệp lại đặng đuổi theo. Vậy chúng rượt theo Giô-suê và bị dụ cách xa khỏi thành. Chẳng có một ai ở thành A-hi hay là ở Bê-tên mà không ra đuổi theo Israel. Họ bỏ thành trống không để đuổi theo Israel. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy giơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành A-hi, vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Giô-suê bèn giơ giáo mình cầm nơi tay ra về hướng thành. Vừa giơ tay lên, binh phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó. Người thành A-hi quay lại nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời. Họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía này hay là phía kia. Vả dân sự chạy trốn về phía đồng vắng, trở lộn lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Giô-suê và cả Israel thấy binh phục đã lấy thành và khói đốt thành bay lên, bèn trở về đánh người A-hi. Các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi. Như vậy chúng nó bị dân Israel vây phủ, bên này có đạo này, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến nỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được. Binh bắt sống vua A-hi và dẫn đến cùng Giô-suê. Khi dân Israel đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy đến đổi người chót đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Israel trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó.
Trong ngày đó hết thảy người A-hi nam và nữ đều bị ngã chết, số là 12.000 người. Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi. Song dân Israel cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành này, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Vậy Giô-suê phóng hỏa thành A-hi và làm cho nó ra một đống hư tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay. Người biểu treo vua A-hi lên trên một cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay. Bây giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại trên núi Ê-ban, y như Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thù ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Môi-se đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Garisim và phân nửa kia ở về phía núi Ê-ban, tùy theo lệnh mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va trước đã truyền cho chúc phước dân Israel. Đoạn, Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ y như đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Chương 9. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đều rập một ý hiệp với nhau, đặng giao chiến với Giô-suê và Israel. Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại. Dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn. Hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà nói cùng người và dân Israel rằng: chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng: có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng? Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: các ngươi là ai, ở đâu đến? Đáp rằng: tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô. Lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorít ở bên kia sông Giô-đanh là Si-hôn vua Hết-bôn và Óc vua Ba-sang ở tại Ách-ta-rốt. Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng: chúng tôi là tôi tớ các ông và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa, bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi mà ngày nay đã khô và bể vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa. Người Israel bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng 3 ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Israel lên đường và ngày thứ 3 đến thành chúng nó. Và các thành của chúng nó là Gabaon, Kephira, Beeroth và Kiriath-Jearim. Dân Israel
không giao chiến cùng dân đó. Vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng lầm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng, chúng ta đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy, phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. Vậy các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó. Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vậy: sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta? Vậy bây giờ các ngươi bị rủa xả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng. Jehovah Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Môi-se tôi tớ ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Giô-suê bèn làm như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Chương 12. Đoạn: trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong 1260 ngày. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất há miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Chương 13. Đoạn: tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu,
Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng: ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con, đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phù tù, chính mình sẽ bị làm phù tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được, và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Chương 14. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 144,000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó. Họa chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi
thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão trì thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở trong thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Thi Thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, vì Đức Chúa Trời rải rác cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.